Xin kính chào tất cả quý vị. Chương trình 1001 khuôn mặt thương yêu tuần lễ này có lẽ chúng ta rất hân hạnh để được hội ngộ với một trong những người chủ nhân mà thông thường thời gian gần đây chúng ta thường thấy xu đằng sau một khung cảnh rất là đẹp. Đó là chúng tôi đang có mặt tại tiệm tóc Dũng Beauty Salon, một trong những người đã cộng tác với chương trình này cũng đã rất là nhiều năm qua, và ngày hôm nay được đích thân tâm tình cùng với anh, một trong những người nghệ sĩ trẻ đa dạng ở nhiều thể loại. Trước khi đi sâu vào từng thể loại một, chúng tôi hân hạnh được mời quý vị cùng đến với Danny Dũng. Vâng, xin cảm ơn Bảo và xin chào anh. Và Danny cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình 1001 gương mặt thân yêu do anh Trần Quốc Bảo. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trong một quán nhà hàng. Cảm ơn đến ca sĩ Quang Thành đã đem lại một gương mặt mới. Hình như vào mùa hè, cách đây đó là năm 2003, phải không? Dạ, 2003. 2003, như vậy là đã 5 năm. Vâng, gần 5 năm. Một lần gặp gỡ, không ngờ đó là một lần mà chúng ta đã có biết bao nhiêu những sinh hoạt với nhau ở nhiều lĩnh vực. Thời gian đó thì Danny Dũng mới từ Việt Nam sang được vài tháng. Và chẳng có biết là anh là một cái người qua nhiều lời giới thiệu, anh là một người bạn trẻ rất có tài về lĩnh vực thiết kế những mái tóc rất đẹp. Kể cho mọi người nghe về những hoạt động về tóc của Danny Dũng những ngày ở tại Sài Gòn đi. Vâng, cảm ơn Bảo và kính thưa quý vị. Nói về nghề tóc và make up thì Danny đã vào nghề tính đến nay chắc cũng gần 10 năm. Vâng, và nếu mà ở Việt Nam thì Danny đã có một cái tiệm cho mình, và em đã làm điều hành một cái tiệm bên đó khoảng chừng 5 năm thì qua tới bên đây. Nhưng mà trong thời gian 5 năm đó thì cái người làm tay nghề của em đã biết là rất là giỏi, nhưng mà em đã đi học ở đâu, hoặc là ai là người đã dạy cho em những bước đầu tiên như vậy? Nếu mà nói về nghề thì em bắt đầu học từ chú của em, học trong gia đình. Và ở Việt Nam thì như anh Bảo và quý vị cũng biết, khi mà mình học cái nghề tóc và make up thì mình phải bắt đầu đi từ thợ phụ. Khi mà được lên phụ chánh rồi tới thợ chánh thì ra nghề mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Sau khi học với chú và ra nghề và được có cửa tiệm riêng của mình, thì cái may mắn đầu đời của em là khi mà đi dự những cuộc thi tóc ở tại Việt Nam thì em đã có cơ hội được một cái giải cũng rất là lớn trong cái nghề của mình. Nhưng mà làm một cái bộ mái tóc đẹp đã là khó rồi, nhưng mà mình có phải học hỏi thêm rất nhiều để mình có thể nhìn được nhiều khuôn mặt và nhiều cái mái tóc này phù hợp với lại bộ mặt này. Cái điều đó là chúng ta cần phải học hỏi nhiều, phải không Dũng? Vâng, nếu như trong cái nghề của mình, cái nghề của em là cái nghề về thẩm mỹ, về nghệ thuật, thì khi mà một người khách hàng đến với mình, nếu mà trong các kiểu tóc như anh thấy, mỗi năm nó sẽ có một cái thời trang mới thay đổi, và mình phải biết quan sát cũng như tìm hiểu tánh tình của người khách của mình, để từ người một mình sẽ có cái kiểu tóc mình tư vấn cho khách hàng, cũng như cái make up nó có đi được với cái trang phục hay là cái thời trang của cái thời gian lúc đó không, thì mình sẽ tư vấn cho khách. Cái đó là cái năng khiếu bẩm sinh của mỗi người thợ. Vâng, và đó là kỷ niệm 10 năm hành trang bước vào cái nghề tóc của Dũng. Rất là nhiều những kỷ niệm, 5 năm ở tại quê hương, 5 năm ở tại hải ngoại. Và trong 10 năm đó, Dũng có nghĩ rằng là sẽ có một ngày nào đó Dũng sẽ khuếch trương thêm một vài cái cửa tiệm ở những thành phố lân cận khác không? Điều đó thì nếu mà nói về ước mơ trong cuộc sống của mỗi người thì ai cũng có. Thời gian đầu khi mà mới định cư ở Mỹ thì em cũng có ước mơ sẽ có sẽ khuếch trương một cái franchise về Dũng Beauty Salon. Tại vì có rất là nhiều quý vị ở các tiểu bang xa gọi cho em hỏi là có nên mở đến đó, ở một cái tiểu bang như là Houston, mở thêm một cái Dũng Beauty Salon nữa là không. Nhưng mà như anh biết, cuộc sống ở đây rất là bận rộn, thì cái ước mơ của em từ từ nó nhỏ lại. Đôi lúc quý vị cũng biết rằng là chúng ta không cần nhất thiết phải bùng nổ cái giấc mơ đó ngay trong một giai đoạn này, mà hãy nuôi dưỡng ước mơ, bởi vì nó giống như cái hạt, sẽ có một ngày hạt đó sẽ ra bông và ra hoa, phải không? Bây giờ chúng ta bước qua một lĩnh vực khác mà có lẽ quý vị cũng bất ngờ được biết là anh lại giỏi thêm, có lẽ qua sự học hỏi mỗi ngày tiếp xúc với mọi người trên đài truyền hình, rồi mỗi ngày là tiếp xúc với mọi người ở ngoài đời. Tiếng nói của anh rất là dễ thương và cũng như là chịu khó học hỏi vô cùng. Anh được mời làm xứ ngôn viên cho các chương trình quảng cáo, rồi xứ ngôn viên cho các chương trình ca nhạc. Hãy kể cho mọi người nghe về 2-3 năm vừa qua với những bước tiến rất là phi thường như vậy. Vâng, xin cảm ơn bạn đã có những lời khen. Mà quý vị thấy chắc cái mũi của Danny nó cũng to hơn thêm chút xíu.
Và cũng kính thưa với quý vị, khi mà thời gian đầu Danny mới định cư ở Mỹ thì được tiếp xúc với anh Trần Quốc Bảo. Anh khen là Danny có năng khiếu có thể làm MC được đó. Nếu mà đi theo con đường này thì anh sẽ một phần đứng sau lưng để hỗ trợ cho Danny. Và cái để Danny cũng thích lắm thời gian đầu. Từ từ qua những cái lời giới thiệu của anh Bảo và những các anh em nghệ sĩ đến với tiệm của Danny thì Danny có cơ hội để đến với nghề MC. Và đây là lần đầu tiên Danny rất là thú vị khi mà được làm MC trong một chương trình mà phải soạn lời và tìm hiểu về cái miền đất mà mình sẽ làm MC trong chương trình. Đó là Tiền Giang. Giống như anh Bảo biết, cái chủ đề chính lần này em được làm MC đó là Tiền Giang quê tôi. Thì ở Tiền Giang này nó có rất là nhiều điều thú vị, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà cuốn hút làm cho mình rất là thú vị. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cái cuốn video mà được mang tên là rất nhiều những bài hát trong đó do Phương Nam phát hành. Dạ, thì bài hát của Dũng có tên là bài hát nào? Trong cái DVD này thì em được tham gia một bài hát đơn lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Thì đó là bài Tình Đầu Phôi Pha. Tình Đầu Phôi Pha, nhưng mà ngoài cái vấn đề đơn ca ra thì Dũng còn có phụ trách trong vấn đề MC để nói về những cái cảnh danh lam thắng cảnh của Tiền Giang. Vậy thì Dũng có phải đi về Tiền Giang xem những cảnh đó hoặc là chỉ research những cái điều đó qua internet hoặc là sách vở thôi? Dạ vâng, em thì chưa có, trung tâm có đề nghị là sẽ về Việt Nam đi Tiền Giang để tìm hiểu thêm những cảnh đẹp của Tiền Giang. Nhưng vì cái thời gian phải điều hành một cái salon như thế này và rất là nhiều chương trình em phải làm, cho nên em chỉ có cơ hội tìm hiểu qua internet, sách vở và những người lớn hơn chỉ bảo là cho mình. Và đặc biệt trong cái DVD này thì như anh Bảo và quý vị cũng biết, có rất là nhiều các ca sĩ nổi tiếng tham gia. Ví dụ như là Eric Phương, chị Karen Kim, Kim Anh, Phương Dung, Giao Linh và còn rất nhiều những ca sĩ trẻ của trung tâm Phương Nam. Kính thưa quý vị, đây là một cuốn băng có thể cũng hứa hẹn rất nhiều những đặc biệt ở trong đó lắm, bởi vì ngoài phần âm nhạc, chúng ta sẽ xem được những hình ảnh của quê hương. Dạ đúng, cần thêm phần hài kịch nữa, cũng phần rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ xem Đen Đại Dũng bước qua từ lĩnh vực MC, lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Dũng có cái ưu thế hơn người là Dũng có một cái vóc dáng rất là nghệ sĩ. Và thứ hai, khi nhìn vào chúng ta tưởng tượng như đó là những dòng sông rất là đem lại cho mọi người những gì nóng bỏng, dễ yêu vô cùng. Trước khi chúng ta nghe ca khúc Tình Đầu Phôi Pha thì có lẽ chúng ta hãy nói trực tiếp với nhau về một vài kỷ niệm nữa. Là Dũng còn nhớ cái chương trình mà nghệ sĩ Bạch Tuyết đã làm tại một khí viện, và anh em mình đã xuất hiện với vai trò là người điều khiển chương trình cùng với Đỗ Thanh vân vân. Dạ. Thì cái lần đó Danny tự tình quê hương. Dạ vâng. Danny kể cho mọi người nghe về cái lần xuất hiện đó của Dũng. Danny nghĩ là đây là những kỷ niệm mà Danny sẽ chia sẻ lại quý vị đang đến với chương trình 1001 gương mặt thương yêu. Thì anh Bảo cũng nhớ đó là Danny, em rất là may mắn khi cơ hội được tiếp xúc với các anh chị đã được đi trước và rất là vững vàng trong cái nghề của mình. Cho nên cơ hội để điều hợp cũng như làm make up và phụ làm MC với anh thì đó là những cái dịp đầu tiên trong cuộc đời của mình em được học hỏi và kinh nghiệm cho ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta trước khi cùng nói chuyện với Danny Dũng về những phút giây khác thì mời quý vị hãy nghe Tình Đầu Phôi Pha. Và xin một lần nữa cảm ơn tất cả những quý khách muốn ở xa và muốn đến tiệm của Dũng Beauty Salon hoặc là muốn biết thêm về chi tiết cuốn DVD mới sắp sửa phát hành ngày mai, hãy liên lạc cùng với Danny Dũng tại số phone 714-878-6635. Và bây giờ hãy nghe Tình Đầu Phôi Pha tiếng hát của Danny Dũng. Anh đã chào em như ngàn sao trên trời. Vậy mà đến hôm nay người vội xa anh vì lời nói chia tay em quá vô tình. Ngàn lời nói yêu thương giờ đã theo con sóng xô tình trôi xa. Thôi còn gì mà thương tiếc hay đợi chờ, tình đã nhạt nhòa tình phai sắc hoa. Hãy đi trên con đường em, hãy cho anh thêm thời gian để anh quên.
quý vị khá ngạc nhiên khi thấy một Đen Anh Dũng rất là sống động, rất vui tươi trong một nhạc phẩm Tình Đầu Phôi Pha. Đáng lý ra Tình Đầu Phôi Pha là phải buồn phải không ạ? Nhưng mà quý vị thấy không, tình đầu mà có phôi pha thì tình thứ nhì mới tới được chứ. Hy vọng đó là những cái lời đùa của Trọng Bảo, và mong rằng quý vị hãy ghi nhận một trong những tài năng mới trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là một hiện diện mà rất là dễ thương, và hy vọng rằng Đen Anh Dũng sẽ còn có nhiều ca khúc khác đến với chúng ta trong những ngày tháng sực gần. Trong cái DVD này đó thì em đã hát và đã được thu hình, có phải tốn kém nhiều thời gian không? Một bài hát thì trung tâm quay khoảng 3 ngày. 3 ngày? Dạ vâng, và hy vọng với bài hát và những hình ảnh mà như anh và quý vị vừa thấy sẽ là giới thiệu thêm một cái khả năng làm nghệ thuật nữa của Danny để phục vụ cho quý vị, và hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Danny. Và đặc biệt rằng là quý vị thấy không, quay một bài hát chúng ta quay chỉ có 5 phút thôi, mà cái người nghệ sĩ và những người chuyên viên khác phải tốn hết cả 3 ngày, chưa kể là đằng sau hậu trường phần edit, tất cả mọi người phải đổ tâm đổ sức ra. Coi một cuốn phim dài 1 tiếng, quý vị biết là nhiều khi kéo dài là 1 năm 2 năm. Nói điều này là quý vị thấy rằng là những người nghệ sĩ lúc nào cũng phải hy sinh rất nhiều những cái thời gian và công sức của mình để cho người yêu nhạc, yêu phim ảnh có thể thưởng thức được những cái điều gì the best or the best from nơi tài năng của họ. Cảm ơn Đen Anh Dũng nhiều. Và khi xuất hiện như vậy đó thì Đen Anh Dũng có nghĩ mình có một hy vọng gì hay không, hay là đằng sau cái sự kiện này thì có một cái điều gì đang lè lói lên? Đây cũng là một kỷ niệm như anh Bảo và quý vị cũng biết. Kỷ niệm đầu đời trong làm nghệ thuật của mỗi một đời người thì rất là quý giá đối với em. Và em chỉ hy vọng là với những cái cố gắng của một người nghệ sĩ, một người làm nghệ thuật gửi đến quý vị thì hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ. Anh cũng chúc cho em rất nhiều thành công. Và riêng thì trong giới nghệ sĩ thì em là cái người, những người nào thân với em nhất, những người nghệ sĩ nào? Nếu mà trong giới văn nghệ sĩ, giống như anh Bảo hỏi những người nào thân nhất, thì có lẽ nếu mà nói về cái ca sĩ thì sẽ có anh Quang Thành, chị Carol Kim, Kim Anh, và còn rất nhiều. Còn về MC thì như quý vị cũng thấy, anh Trần Quốc Bảo là một trong những người bạn, những người thầy đầu tiên trong cuộc đời làm MC của Danny. Thì sau lưng của Danny còn rất là nhiều những anh chị em sẽ ủng hộ Danny rất là nhiều. Danny rất là cảm ơn quý vị. Khi mà lựa chọn một ca khúc để trình bày, cái điều đó có khó khăn không? Tại vì thứ nhất là Danny phải biết rằng là những ca khúc nó phải phù hợp với mình nữa. Thì có phải lựa biết bao nhiêu bài, hay là hỏi sự góp ý, hoặc là mình ca theo, mình cảm thấy mình phù hợp mà, hay là như thế nào? Ý anh muốn nói rằng là để chọn được một bài mà mình thích đó, có đòi hỏi gì khó khăn không? Giống như anh Bảo và quý vị cũng biết, khi mà mình chọn một cái bài hát thì không phải là mình đồng ý là được, phải có giám đốc của trung tâm đồng ý, và kể cả những người xung quanh mình nghe coi có hợp với cái chất của mình hay là không, và mình có thể hiện được hết cái nội dung của bài hát hay là không. Dũng cũng rất giỏi về thời trang. Trong lĩnh vực thời trang này từ đâu mà có? Đó là những cái điều đã có sẵn trong đầu, hoặc là học hỏi qua sách vở, từ cái kiến, từ cái tóc, từ cái quần áo, từ cái calavat, nói chung là để mặc vào phù hợp và được chắc chắn là phù hợp rồi. Là vì khi mà mọi người nhìn vô, ô hôm nay kiến của Dũng đẹp quá, mà trong khi đó mượn cái kiến của Dũng ra thì là mình là không đẹp. Điều đó cho biết rằng là Dũng, đây là cái năng khiếu của Dũng hả? Vâng, năng khiếu thì mỗi người phải có một cái năng khiếu để chọn cái thẩm mỹ cho mình. Nhưng mà để mà thành công trong cái hình tượng của mình thì như anh Bảo biết, mình phải có xung quanh mình có rất là nhiều người bạn để tư vấn thêm cho mình. Chứ còn riêng bản thân Danny thì cũng chỉ là một cái hạt cát trong cái lĩnh vực làm nghệ thuật. Sau tác phẩm sẽ phát hành ngày mai của Phương Nam, Dũng dự tính có bài hát kế tiếp hay không? Bắt đầu làm liền bài hát thứ hai không? Ngay bây giờ thì Danny đã được trung tâm chuyển một cái bài hát từ nhạc ngoại quốc cho những nhạc sĩ để dịch cho mình. Thì hy vọng là bài hát sắp tới là một cái hình ảnh mà quý vị sẽ yêu thương hơn và chấp nhận Danny là một ca sĩ thực thụ trong làng giải trí. Vâng, và bây giờ chúng ta chỉ còn có vài giây phút để cùng tâm sự và một lần nữa về lĩnh vực tóc của anh. Làm gì thì làm, Trọng Bảo vẫn nhớ đến lời của Danny Dũng nói, tất cả mọi thứ âm nhạc, nghệ thuật, thời trang cũng chỉ là cái sở đoạn của mình. Thì công việc chính đã cho Dũng biết bao nhiêu cái đời sống, vượt qua những khó khăn về mọi mặt. Đó chính là cái tay nghề làm tóc, thiết kế thời trang về tóc. Đó là cái điều mà những người mà yêu bàn tay của anh làm tóc đẹp, quý vị yên tâm, dù có yêu lĩnh vực ca hát cách mấy, dù có yêu lĩnh vực sướng ngôn viên cách mấy, anh vẫn không thể nào rời xa mái tóc của quý vị được. Bởi vì
anh vẫn nhớ đến những ngày đầu tiên anh đến với cái thế giới cho mọi người biết anh là ai. Đó là chính là người thiết kế tóc đẹp hàng đầu. 5 năm ở tại hải ngoại, Dũng có cảm nhận như thế nào? Có kỷ niệm đẹp, vui buồn? Hãy kể cho mọi người cùng nghe. Vâng, kính thưa anh Bảo và cũng xin thưa với quý vị. Khi mà gần 5 năm Danny định cư ở Mỹ và điều hành một cái salon như thế này thì anh cũng biết em cảm thấy em lớn lên rất là nhiều. Và cũng có rất là nhiều thay đổi trong cái ý tưởng và tư tưởng của mình. Nhưng có một điều đặc biệt là trong con người Danny không bao giờ thay đổi. Anh Bảo biết là gì không? Là gì? Đó là khi mà Danny nhìn cuộc đời á, Danny làm một công việc gì, bất cứ công việc gì, Danny đều làm hết sức, hết khả năng của mình. Và một cái nữa là Danny sống luôn luôn yêu người, yêu đời, tươi tỉnh và hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, đó là một triết lý mà có lẽ chúng ta hy vọng rằng đôi lúc trong cuộc đời chúng ta quên. Thì cái triết lý đó lại chúng ta nhớ rằng là có công mài sắt, có nghề nên kim. Làm việc và đi đến tận cùng với những ước mơ thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ gặt hái được những cái điều niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, những giây phút còn lại thì có rất nhiều bạn bè muốn được lên các website của Dũng. Cho mọi người biết cái website như thế nào. Vâng, kính thưa anh Bảo và cũng xin thưa với quý vị. Website của Danny thì trong đó nếu như quý vị có cơ hội vào xem đó là dũngbeauty.com. Thì quý vị có thể học hỏi thêm được rất là nhiều kỹ thuật để tự làm đẹp cho mình, giống như là tự make up nè, làm tốt, nối lông mi và những cái phỏng vấn tâm tình với các ca nghệ sĩ. Và còn rất là nhiều sản phẩm mà Danny đã cố công tìm kiếm những cái sản phẩm mới mà rất là tốt để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, ngoài ra một cái tin rất là bí mật muốn gửi quý vị. Ngoài những tài năng trên, Dũng có một điều còn giấu quý vị. Anh còn là một kỳ viết của những tờ báo trong những ngày tháng tới nữa. Về sân khấu, về thời trang và đặc biệt cũng là một trong những cộng tác viên cho một vài tờ báo mà điều tôi không biết là tôi có được quyền nói hay không. Vâng, kính thưa quý vị, đó cũng là một bí mật mà Danny cũng học theo anh Trần Quốc Bảo. Giống như quý vị thấy anh Trần Quốc Bảo là một Trần Quốc Bảo MC, một Trần Quốc Bảo nhà báo, một Trần Quốc Bảo điều hành một cái nightclub và một Trần Quốc Bảo rất là thân thiện ở ngoài đời. Thì đó là những anh chị đi trước, thì Danny đi sau chỉ có nhiệm vụ là học hỏi để noi gương. Anh ngồi xa xa, anh thấy chị Carol Kim đã giấu rằng là nổ nhiều quá. Thật sự Trần Bảo cũng chỉ là một cái người bạn rất là chân thành với quý vị, điều đó mới là quan trọng. Cũng như Danny Dũng, dù làm lĩnh vực nào chăng nữa, Danny Dũng vẫn là một người bạn tốt với tất cả mọi người, vẫn là một người làm đẹp cho tất cả những người nào đã đến với anh, và đó chính mới là điều quan trọng. Một lần nữa, số phone đến với Dũng Beauty Salon đó là 7149031060. 7149031060. Và lên website là dũngbeauty.com. Và bây giờ một lời cuối cùng để chia tay cùng với mọi người. Vâng, một lần nữa Danny rất là cảm ơn anh Trần Quốc Bảo đã cho Danny có những giây phút để được tâm tình trong chương trình 1001 gương mặt thương yêu mà Danny đã được mơ từ lâu để một lần làm khách mời của anh Trần Quốc Bảo. Thì hôm nay giấc mơ đó đã thành sự thật đối với Danny. Danny rất là vui và hạnh phúc với ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã có những giây phút theo dõi chương trình tâm tình giữa Danny và anh Trần Quốc Bảo. Và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ DVD mà Danny lần đầu tiên được làm MC và ca sĩ. Nếu như quý vị có nhu cầu hãy gọi cho Danny ở số phone 7149031060, 7149031060. Và nếu quý vị không có viết hoặc là đang ở một nơi nào khác không kịp mang theo, vẫn là một số phone liên lạc cùng với Trung Bảo tại mùa hàng tuần, đó là 7149819255, email về mctrầnquocbảo@yahoo.com. Chúng tôi xin hứa lúc nào cũng làm sự liên lạc để nối gần với tất cả quý vị nào và với những người ca sĩ mà quý vị hằng yêu thích. Một lần nữa xin chào, gặp lại quý vị tuần sau.